Bao đời nay thì trong tâm thức của người Việt Nam, vua Hùng được coi là biểu tượng vị tổ dựng nước của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh và mang giá trị tinh thần sâu đậm về tình cảm, lòng tự tôn và tự hào dân tộc. Vâng, và đặc biệt là từ khi mà tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2012, thì sức lan tỏa của di sản này càng trở nên mạnh mẽ và sâu đậm hơn. Những giá trị lịch sử, khoa học và văn hóa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được chứng minh bằng nhiều cứ liệu khoa học và thực tiễn lịch sử dân tộc trong suốt hàng nghìn năm qua. Trong hồ sơ đệ trình UNESCO của chúng ta có ghi rõ, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia tộc, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có từ xa xưa đã trở thành một bản sắc văn hóa của cộng đồng với triết lý con người có tổ, có tông. Nói đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là nơi mà tất cả các thế hệ người Việt Nam luôn luôn xác định là khi cần, những lúc mà tổ quốc lâm nguy thì bao giờ người ta cũng tìm đến đấy như là một cái chỗ dựa để người ta vượt lên và đi tiếp. Trên là cái giá trị văn hóa, cái giá trị cố kết cộng đồng rất là rõ ràng. Thờ cúng quốc tổ Hùng Vương là đỉnh cao của đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, truyền thống ấy chưa bao giờ mai một. Cứ đến dịp này, nhiều gia đình làm mâm cơm dâng lên bàn thờ tổ tiên. Những nghi lễ, lễ vật không quá câu nệ, mà quan trọng là lòng thành để tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân. Cho dù đất nước ta là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, nhưng cái ý thức về quốc tổ như là một cái không gian lãnh thổ của dân tộc, nó thiêng liêng thì nó lại là trở thành cái sự nghiệp chung. Tôi cho đấy cũng là cái đặc sắc. Tháng 3, hàng triệu người con ở khắp mọi miền đất nước hành hương về đất tổ. Cùng với đó là hàng nghìn điểm thờ tự vua Hùng trên khắp mọi miền đất nước, góp phần thỏa lòng mong ước của người dân được tưởng nhớ về nguồn cội, để được tiếp thêm sức mạnh trong công việc và cuộc sống.